Xin chào các em. Bài tiếp theo của phần ứng dụng di truyền học đó chính là về công nghệ gen. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung. Nội dung thứ nhất là khái niệm về kỹ thuật gen và công nghệ gen. Phần thứ hai là ứng dụng công nghệ gen và phần thứ ba là khái niệm về công nghệ sinh học, là một cái ngành khoa học đang rất là phát triển hiện nay. Thì cũng giống như bài công nghệ tế bào, ở cái bài công nghệ gen này cô cũng chỉ cần các em là nắm được một số cái khái niệm thôi. Chúng ta không cần phải nghiên cứu sâu vào cái bài công nghệ tế bào hay là công nghệ gen. Thì về khái niệm cái kỹ thuật gen là tập hợp các cái phương pháp tác động định hướng lên ADN để chuyển một cái đoạn ADN hoặc là một cái cụm gen từ tế bào cho sang tế bào của loài nhận nhờ cái thể truyền. Các khâu trong kỹ thuật gen chúng ta sẽ có 3 khâu cơ bản. Khâu thứ nhất là tách ADN, gồm có tách ADN trên nhiễm sắc thể của tế bào cho và ADN làm thể truyền từ vi khuẩn hay là virus. Khâu thứ hai là tạo ADN tái tổ hợp hay còn gọi là ADN lai. Khâu thứ ba là chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen đã được ghép nó thể hiện ra ngoài. Về khái niệm của công nghệ gen, thì công nghệ gen là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng của kỹ thuật gen. Trong sản xuất thì công nghệ gen được ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm sinh học, tạo ra các cái giống cây trồng và vật nuôi biến đổi gen. Phần thứ hai là ứng dụng công nghệ gen. Trong cái phần ứng dụng của công nghệ gen này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số phần, ví dụ như là công nghệ gen nó sẽ tạo ra các cái chủng vi sinh vật mới, nó sẽ tạo ra các cái cây trồng bị biến đổi gen và tạo ra các cái động vật bị biến đổi gen. Phần thứ nhất là tạo ra các cái chủng vi sinh vật mới. Thì cái ứng dụng công nghệ gen đầu tiên là nó tạo ra các cái chủng vi sinh vật có khả năng sản xuất ra nhiều loại sản phẩm sinh học cần thiết phục vụ cho đời sống của con người, ví dụ như là axit amin hay là protein hay là kháng sinh, vaccine, vitamin hay là enzyme với một cái số lượng lớn và giá thành của nó rẻ hơn. Chúng ta có thể dùng E. coli và nấm men cái gen mã hóa sản phẩm, mã hóa ra cái sản phẩm nó là hormone insulin để chữa bệnh đái tháo đường, hay là chúng ta sẽ tạo ra các cái vaccine phòng chống viêm gan B và các cái loại kháng sinh. Ứng dụng thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra các cái giống của gen, ví dụ như là người ta đã tạo ra các cái giống đậu tương của Pháp nè, các cái giống lúa đã được biến đổi gen thì nó sẽ có hàm lượng sắt tăng gấp 3 lần và nó đã khắc phục cái tình trạng thiếu sắt và thiếu máu ở người. Hay là cái cây cà chua biến đổi gen nó sẽ chứa cái hàm lượng của cái chất flavonoid này, nó sẽ chống ung thư và cái bệnh tim mạch. Tạo giống cây trồng biến đổi gen là chuyển các cái gen quý vào cái cây trồng để tạo ra cái tính trạng mà con người mong muốn. Cái ứng dụng thứ ba đó là tạo ra động vật biến đổi gen. Thì mục đích của tạo ra động vật biến đổi gen là chúng ta sẽ bổ sung vào cơ thể nhận cái khả năng tổng hợp ra các chất mà con người cần. Cái mục đích thứ hai là tạo ra các con vật có chỉ tiêu sinh lý gần giống với lại người, có kích thước cơ quan tương tự với người. Các cái cơ quan này thì chúng ta sẽ dùng để thay thế các cái cơ quan bị hư hỏng ở người. Và phần cuối cùng là khái niệm về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng các cái tế bào sống và quá trình sinh học để tạo ra các cái sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. Các cái lĩnh vực của công nghệ sinh học như là công nghệ lên men, công nghệ tế bào ở động vật và thực vật, công nghệ chuyển phôi và nhân, công nghệ sinh học xử lý môi trường, công nghệ enzyme protein, công nghệ gen, công nghệ sinh học y dược. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.